Trong số báo 19 mới phát hành vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024, tạp chí Kinh tế Việt Nam dành chọn chuyên mục tiêu điểm cho chủ đề Kinh tế Việt Nam tháng 4 năm 2024 nhiều điểm sáng, bao gồm các bài viết tổng kết phân tích chuyên sâu về vấn đề này như Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực, tác giả Huyền Vi. Xuất khẩu 4 tháng đầu năm khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, tác giả Mạnh Đức. Tích cực giải ngân vốn nước ngoài, tác giả Anh Nhi. 4 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn, tác giả Khánh Vi chủ động điều hành giá, đảm bảo kiểm soát lạm phát, tác giả Song Hà. Chuyên mục interview với bài tập trung hỗ trợ các ngành kinh tế mới và tài sản số, phỏng vấn ông Mai Huy Tuần, CEO công ty cổ phần công nghệ số SSC. Ngoài ra trong các chuyên mục chính của số 19 còn có những bài viết tiêu biểu như Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, đưa Việt Nam thoát khỏi vùng xám về chống rửa tiền, cổ phần hóa rậm chân tại chỗ, vốn đầu tư công tắc nghẽn vì chờ dự án đủ thủ tục, đã đến lúc cần ghim cương giá trung cư tại Hà Nội. Trong chuyên mục hồ sơ, tạp chí Kinh tế Việt Nam có bài "Cuộc cách mạng Internet vạn vật". Phiên bản PDF của tạp chí số 19 đã có mặt trên nền tảng báo số của công ty phát hành báo chí Trung ương. Kính mời quý độc giả đón đọc và đăng ký mua gói báo số 6 tháng, 12 tháng với nhiều ưu đãi.